Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử về ông Trần Quốc Tỏ, Tân Thứ trưởng Bộ Công an. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Như vậy, đến nay Bộ Công an đã có 10 lãnh đạo, gồm một Bộ trưởng Đại tướng Tô Lâm cùng 9 Thứ trưởng. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu về tiểu sử ông Trần Quốc Tỏ. Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, là một thiếu tướng công an nhân dân Việt Nam và là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Ông đã trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 vào ngày 22 tháng 5 năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Thái Nguyên, gồm có thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ông là em trai ruột của Đại tướng Trần Đại Quang, cố Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 2016-2021. Ông sinh ngày 28 tháng 1 năm 1962 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông là con út trong một gia đình có 4 anh em trai là gồm Vinh, Quang, Sáng, Tỏ và hai chị gái. Ông là em trai của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam khóa 2011-2016, là cố Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2018. Ông hiện cư trú ở số 95, ngõ 126, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trình độ học vấn, ông tốt nghiệp giáo dục phổ thông 10 trên 10, tốt nghiệp đại học cảnh sát chuyên ngành điều tra tội phạm, là tiến sĩ luật học, tội phạm học, điều tra tội phạm. Ông tốt nghiệp tiến sĩ Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2013. Ông giữ hàm phó giáo sư ngành khoa học an ninh vào ngày 22 tháng 10 năm 2015. Ông từng giữ chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam năm 2013. Từ tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành khoa học an ninh theo quyết định số 46. Ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Ngày 12 tháng 11 năm 2015, ông được Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư. Ngày 28 tháng 10 năm 2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tháng 1 năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Và ngày 20 tháng 5 năm 2020, ông được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.